Chào các em học sinh khối 11. Hôm trước ta đã luyện tập về vector trong không gian. Qua tiếng đó ta đã chứng minh đặc sức vector thông qua một ví dụ. Hôm nay ta sẽ đem việc thêm hai vấn đề nữa. Vấn đề thứ hai, chứng minh ba vector ABC đồng phẳng. Để chứng minh ba vector ABC đồng phẳng thì các em có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau. Phương pháp thứ nhất là chứng minh các vector ABC có giá song song với một phẳng. Phương pháp thứ hai là chứng minh tồn tại duy nhất các số MN sao cho vector C bằng M vector A cộng N vector B. Trong trường hợp này chúng ta lưu ý rằng nhiều vector A bằng vector A, vector B bằng vector B, vector C bằng vector C thì khi đó ba vector ABC đồng phẳng khi và khi bốn điểm O, A, B, C đồng phẳng, trong đó O là điểm cực kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ dùng theo ví dụ 5. Cho hình hộp A, B, C, D, A phải, B phải, C phải, D phải. Câu thứ nhất sẽ sử dụng phẳng của các vector. Bây giờ chúng ta xem câu thứ nhất. Ba vector ở trên hình vẽ, vector A, B, vector A phải, C phải, vector B phải, D phải. Ba vector này là chúng ta khẳng định ngay là nó đồng phẳng, là vì đường thẳng AB song song với mặt bằng A phải, B phải, C phải, D phải. Câu B, ba vector AB, B phải, B phải, C phải, ba vector này thì chúng ta dễ thấy rằng nó không đồng phẳng vì vector B phải, C phải bằng vector BC, mà các vector AB, B bên phải, BC là không đồng phẳng, cho nên ba vector đã cho không đồng phẳng. Một vector là vector B, vector BC phải, B phải, C phải bằng vector BC, mà bốn điểm B, A, C, B phải nó không đồng phẳng nên ba vector AB, B, B phải, B, C không đồng phẳng. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu thứ hai. Các bạn hãy đến vẽ. Cho hộp A, B, C, D, A phải, B phải, C phải, D phải. Gọi K là giá điểm của A, D phải và A phải, D. Y là giá điểm của B, D phải và B phải, D. Bây giờ chúng ta chứng minh ba vector A, C, K, Y, B phải, C phải, D phải. Ta ba vector mà thể thành màu để vẽ. Bài này thì chúng ta có thể giải theo phương pháp thứ nhất như sau. Ta thấy rằng mặt phẳng ABCD nó chứa giá vector AC, ta chứa đường thẳng AC. Đường thẳng bên phải C phải nó song song với BC, nên song song với phẳng ABCD, đường thẳng KY có vị trí như thế nào so với mặt phẳng ABCD đây? Thì chúng ta thấy rằng là mặt A phải, B phải, D là hình thành, cho nên K là đường biên của A phải. Mặt phẳng BD, B phải, D phải là hình thành, cho nên chúng ta có ý là trung điểm của B, D phải. Như vậy tâm giác A, B, D phải có cái là đường bình, cho nên cái song song với AB, từ đó suy ra cái song song với phẳng A, B, C, D. Vậy ba vector đã cho là đồng phẳng. Trong trường này chúng ta chỉ giải theo về phương pháp thứ hai.
chẳng hạn là tức là chúng ta đi điều thì vector AC thì điều thì vector AC này theo hai vector còn lại đó là bên phải sẽ phải và cái là tìm MN đấy cái và đây chúng ta sẽ tìm hai số MN này để cảm thì tình trạng ABCD tình trạng hình cho ABCD phải bên phải sẽ phải bên phải thành hộp cho nên chúng ta dùng cái tác dụng hình hành thì có vector AC là bằng vector AD cộng với vector nào AB vector đường chéo của hình bình hành bằng tổng hai vector nằm trên hai cạnh hình hành rồi chúng ta để ý đến này vector AD so với vector bên phải sẽ phải thì từ trạng A bên phải sẽ phải bên phải từ trạng này này cái này thì nó là hình hành cho nên vector AD nên nó là bằng vector bên phải sẽ phải được vector AB là như thế nào so với vector KI đây thì KI là đường lưu bình của tâm giác A bên phải B cho nên KI này là bằng lượng vector AB hai vector AB bằng hai lượng vector KI như vậy ở đây chúng ta suy ra m bằng 1, n bằng 2 từ cái đặc điểm này chúng ta bắt được bằng vector AC bên phải từ KI này là đường phẳng ta có đường phẳng chứng minh bây giờ chúng ta chuyển sang một điểm khác điểm sau cho anh chọn ABC ABC các bạn chọn có E là trung điểm của AB S là trung điểm của AC M là điểm thuộc cạnh AB xin lỗi AS sao cho vectơ MS bằng trừ hai vectơ MA và hai vectơ MS của MA này hai vectơ trước đoạn MA cũng đối đoạn MA bị như này vectơ NB bằng trừ một hai vectơ NC vectơ NB vectơ NC vectơ trước đoạn này bằng đoạn này như vậy chúng ta bị chỉ là đúng câu thứ nhất chứng minh rằng ba vectơ AB vector AB vector MN vector MN vector ba vector AC vector AC đúng rồi ta sẽ chứng minh ba vector này bằng thẳng cái để chứng minh ba vector này bằng thẳng thì ta đi tìm hai số MN sao cho vector MN là bằng M vector AB cộng M vector BC chúng ta cùng tìm MN như vậy giờ đây chúng ta có số phương thức như sau chúng ta phương thức thứ nhất nên chúng ta phương thức theo như thế này phương thức như thế này tức là ta có vector MN theo phương thức ba điểm chép trên hai điểm này xếp vào bởi vì tên như bạn xếp là M S cộng S C cộng S C là và phương thức đây theo thì thứ nhất phương thức theo bởi thứ hai là từ M này sang N chúng ta có cái tơ M N nó bằng cái tơ nào M A cộng với A B từ dạng điểm này nó chúng ta cũng ra được vector m s cộng hai lần vector m a bằng vector không mà tương tự như vậy từ cái đặc điểm vector thứ hai này từ cái đặc điểm vector thứ hai này chúng ta cũng ra được là sin cộng với
hai lần vector bên này cùng bay các tập trung chẳng xem không xem được về từ đây chúng ta những hai vị cái đặc tính hai với hai và sau đó kém cầm vị đặc biệt hai cái này cho thay thì chúng ta sẽ ra được năm ba năm cái tên mơ năm năm bằng mơ s cái tên mẹ cầm hai năm cái tên mơ a cầm cái tên c cầm hai năm cái tên a b cầm bởi cái tên c n cầm hai năm cái tên b n thì ở trong ngoặc thứ nhất là cái tên không ở trong ngoặc thứ hai là cái tên không à, cho nên từ đây chúng ta ra được là cái tên m n nó bằng 1/3 cái tên s c cái này cầm 2/3 cái tên a b từ đó suy ra được chứng minh và cái tên là chọn đúng pháp bạn này các em cũng có thể giải cho bạn thứ nhất ở đây thầy cũng tốt là chúng ta đi chọn một mặt thẳng chữ giá một cái tơ và chữ cái mặt thẳng đó song song với giá hai cái tơ còn lại ở đây chúng ta thấy đại đoàn NC của đôi đoàn đến MS gồm đôi MA cho nên chúng ta đi tạo cái điểm thực tế ở đây à thực tế ở đây khi lúc này ta dễ thành mặt tập M N B là chữ M N và song song với A B C theo quy tắc này thì ta chứng minh được là B N song song với A B từ đó suy ra A B song song với M N B tương tự như vậy M B song song với C nên A C song song với một phẳng M N B thành những cái bài tốt trả lời nhau của chúng mình bây giờ chúng ta chuyển sang câu thứ hai sẽ xóa đi cái gì sang câu B sang ngang câu thứ hai chỉ định nên bốn điểm A điểm F điểm M điểm N bốn điểm này đúng phẳng tức là bốn điểm này cũng nằm trên một phẳng thì lúc này để chỉ định nên bốn điểm này đúng phẳng thì cái mà để cái lưu ý lúc này là cái kia là bốn điểm A O A B C đúng phẳng khi ba cái tơ O A O B O C đúng pháp như vậy lúc này chúng ta chứng tỏ các vector m n với e ta sẽ chứng minh ba vector đúng pháp là xong thì chúng ta kể từ cái bài trước tiếp trước á mà thay đổi cho các em về quan hệ của vector F và vector AF và vector BC thì chúng ta chứng minh được là vector F nó bằng vector AF nó bằng 1/2 vector AF cộng với vector BC ta chấp ta chứng minh được ra cái vector này bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái AF này nằm xuất hiện vector m thì lúc này chẳng gì là tiền AF như thế nào so với AM nó bằng 3 vector AM phải không
BC bằng 3 vector đến đây. Bây giờ chúng ta đưa bạn ra ngoài. Bây giờ vector AM. AM là xung thì hiệu vector AM. Vậy chúng ta thì nó là AE cộng AM. AM là ba điểm. Bây giờ vector thứ nhất ạ. Tương tự như vậy. Ta bị được vector thứ hai. Vector BN là bằng vector BE. Từ ba từ này chứ nói từ cả từ này khi chúng ta được ra được là chúng ta được bằng ba từ em đồng thẳng và tầm ra được như vậy, từ đó tổng ra được là đi phải của mình người chúng ta xong một bên hai câu này thì có nhiều về cách giải ở đây. Do thời gian chỉ hai mình nhìn này em nên bây giờ chúng ta chuyển sang này cái vấn đề tiếp theo đó là việc thì một vector theo ba vector không đồng hành, cụ thể là việc thì vector d có ba vector a b c. Cái phương pháp giải bài tập này là chúng ta thiết lập một đặc vector có dạng vector d bằng một vector a cộng một vector b cộng một vector c. Chúng ta chú bạn cho phân lục A B C D phải bên phải sẽ phải bên phải A B C D phải bên phải sẽ phải bên phải gọi Y là gia đình của C D phải và sẽ phải D. Điểm R là điểm thỏa mãn vector C phải R, vector C phải R là bằng hai lần vector R bên phải bên phải. Yêu cầu là việc thì vector y đi, vector y đi đây qua cả vector a b và c ở đây như vậy. Khi việc thì một vector theo cả vector thì chúng ta thường thường là đưa vector đó thành cả vector của chúng ta cái gì vector y đi chúng ta làm là xuất hiện giả thiết xuất hiện điểm a vector i trừ vector i theo cái trừ mà vector i vector i vector i là đồng nghĩa thì như nào vector i là bằng vector ab cộng vector b bên phải cộng vector bên phải đây được rồi đi AB cộng với vector B bên phải cộng với vector bên phải D ta đã ra chúng ta lại vector AB cộng vector AB cộng vector B bên phải cộng vector B bên phải D cộng vector AI vector AI vector AI cái chán để ý ý là điểm gì mà là giá điểm hai chéo của tâm hình hành cho nên nó là tâm hình hành và tâm điểm của sẽ phải đi cho nên từ đây chúng ta có thể sử dụng với tắc trung điểm nó lại thì lúc này chúng ta có vector ai đây nó bằng 1/2 vector ad cộng với vector ac phải. Bây giờ chúng ta thay cả vector ABC vào vector AB nên chính là vector B vector B phải á thì nó cũng chính là vector A này cái B phải bằng vector A phải vector cộng với vector B phải V
B phải V là bằng 1 phần 3 vector B phải C, mà vector B phải C là bằng vector AD, thì phải bằng 1 phần 3 vector C. Sẽ cầm nhắn ở đây từ 1 phần 2 vector AD, vector AD vector là vector C. Còn vector AC phải, AC phải, AC phải này là đi chạm phần hộp, nên chúng ta có thể sử dụng quy tắc phần hộp. Vector đường chéo phần hộp bằng tổng của ba vector nằm trên ba cạnh hộp cùng tâm định, tức bằng vector A cộng vector B cộng vector C. Bây giờ chúng ta thực vào đặt vector này thì vector B bên này trừ 1 phần 2 vector B thì là bằng 1 phần 2 vector B. Vector A trừ 1 phần 2 vector A là trừ 1 phần 2 vector A. 1 phần 3 vector C trừ 1 phần 3 vector C là trừ 1 phần 6 vector C. Như vậy chúng ta đã giải xong bài toán này. Biểu thị vector Yrim theo ba vector ABC. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ 8 và ví dụ cuối cùng. Cho hình lăng trụ ABC, A phải, B phải, C phải. Gọi G, G phải, lần lượt mặt trong tâm cộng giải ABC, A phải, B phải, C phải. Y là giao điểm của AB phải và A phải B. Hai biểu thị vector RI, vector RI, rồi vector RI, vector C chia phải, biểu thị hai vector này RI, chia được phải này. Qua ba vector AB và C và đến đây, cái tập này chúng ta giải để có thứ nhất, từ đặt hàng này, vector RI, vector RI, kèm xem vector RI. Bây giờ chúng ta chèn nó vào. Chúng ta sẽ bằng vector AI mà trừ đi vector R mà theo tắc trừ. Mà vector AI á, nó sẽ bằng tổng cộng vector nào đây? Y là trung điểm của A phải B kèm đi. Cho nên theo quy tắc trung điểm vector AI này, vector AI này nó bằng 1 phần 2 vector A cộng với vector B. Bởi vì vector AI nó bằng nửa vector A phải cộng với vector B. Còn vector AR, AR nếu đây này trọng tâm thì chúng ta có thể sử dụng quy tắc trọng tâm tham gia. Đó là AD tôi cần phải em trang điểm là nào vào động điểm A vào luôn. Là A cộng với AB cộng với gì nào? AC. Đây cộng 1 3 theo quy tắc trọng tâm. Bây giờ 2 vào lên 1 2 được A cần biết đi. Một ba vector không cầm vector AB cầm vector B cầm vector AC cầm vector C. Bây giờ chúng ta có cái tập này 1 2 vector A cầm vector B 1 2 trừ 1 3 nó bằng 1 6 trừ 3 vector C là vector RI. Bây giờ chúng ta chuyển sang vector C đi phải. C đi phải vector C đi phải thì cũng chúng ta cũng làm tương tự như trên, mà chúng ta đi chèn cái điểm A vào, điểm A vào, điểm A bên phải
trừ đi vector axis. R phải trừ vector axis cũng trừ mà vector R phải người ta bằng gì nào? Vector R phải rất phải nó trong tâm tâm giảng nó phải bị phải sai nên ta tổ chức trọng tâm vector R phải là bằng 1/3 vector A phải cộng với A bên phải cộng với A sinh cộng. Đây ta tổ chức trọng tâm. Bây giờ chúng ta thay bằng 1/3 vector A phải là vector A vector A bên phải A bên phải mà bắt đầu bị chọn hình hàng như vậy bằng vector A không phải vector B cạnh theta. Còn vector A sẽ phải A sẽ phải thì liên quan đến hình lùng hàng phía sau A sẽ phải A phải là bằng vector A không phải vector C như vậy trọng tâm còn được là vector A cộng với 1/3 vector C cộng với 1/3 vector B là vector A phải cộng vector AC 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 thì hiện như là bằng C đây nó từ đây chúng ta bắt đầu là vector C sẽ phải. Bây giờ chúng ta trừ hai cái này chúng ta kể cho về cái cạnh sân A thì phải nó trừ đi là được còn bằng vector A trừ 2/3 vector B xin lỗi là cộng 1/3 vector B trừ 2/3 vector C là xong thì câu này. Bây giờ chúng ta để ý nếu như ở trên này đấy thay được thế này nếu như ở trên này là vector này mà thay đặt 1/6 đúng không? Trên đây chính là 3 vector A cộng 2 vector B xin lỗi cộng vector B mà trừ 2 vector C câu gì này thay đặt 1/3 đúng không? Cho nên được 3 vector A cộng vector B trừ 2 vector C. Như vậy từ đây á chúng ta được ra được là vector C đến phải này nó gồm 2 lần vector nằm đây từ đây chúng ta được là 3 điểm xin lỗi chúng ta được là C đến phải này C đến phải thế phải không xong phải đấy bởi vì hiển nhiên là điểm R không nằm trên C đã phải tôi nghĩ rằng là cái phần màu xanh là tay để thêm thôi. Như vậy chúng ta có thể dựa vào vector để chứng minh 3 điểm không hàng và chứng minh 3 điểm hàng như kiểu trước và chúng ta cũng có thể chứng minh 2 điểm thẳng song song với nhau. Chúng ta cũng có thể chứng minh lên 4 điểm cùng nằm trên một phẳng. Nói chung là vector trong không gian có nhiều ứng dụng, có thể giải tỏa phân không gian. Cho nên cái này là nghiên cứu thêm các ứng dụng của nó trong thời gian kể thay đổi những cái thông qua bản dụng như thế này quá tiếp. Chào các bạn.